Nhưng mà bây giờ mình thăm lại một lần nữa đi. Vợ nhỏ mình phải thăm nước thăm nhớt thường xuyên mới được, chứ không có nước không có nhớt không có mần ăn gì được đâu nghe mọi người. Ê, trời 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 trời. Hi, hello, xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người một ngày mới thật là nhiều niềm vui và thật là nhiều sức khỏe nha mọi người. Hôm nay thông báo cho mọi người một tin vui, một tin cực vui, đó là con vợ nhỏ của mình đã xuất viện rồi mọi người. Khá là vui luôn. Hiện tại bây giờ mình đang nằm trên con vợ nhỏ mình nè, mới ngủ thức dậy luôn mọi người ơi. Hôm nay lễ, vợ nhỏ mình mới xuất viện hồi hôm đó. Mình mới mình mới đi rước vợ nhỏ mình từ từ bệnh viện và mà bệnh viện giải phẫu thẩm mỹ Tha Cô Trường Hải. Mới rước em ấy từ trung tâm thẩm mỹ viện Tha Cô Trường Hải về, rước về hồi hôm qua. mình rước xong cái bắt đầu mình lấy khách mình đi về luôn mọi người. Về tới đây là khoảng 7-8 giờ sáng luôn. Trời ơi trời, để mình kể cho mọi người nghe. Ngày lễ mà, ngày lễ 2 tháng 9 mà, người dân ta về khá là đông luôn. Ngoài đường nó kẹt xe, trời ơi không thể nào tưởng tượng. Rồi thêm một cái nữa, mình về tới cầu Mỹ Thuận đó mọi người, chứng kiến một vụ tai nạn kinh hoàng. Ôi ôi, không thể nào tưởng tượng được. Tai nạn xe Honda giữa cầu luôn. Không biết mọi người có đọc báo hoặc là có ai đi ngang mà chứng kiến được không, chứ mình thấy là mình bị ám ảnh luôn á mọi người. Đó là hai cha con chở chiếc xe Honda đi đi về quê. Thì trên cầu Mỹ Thuận mà mọi người biết nó có hai lane nha. Ở trong thì một chiếc xe tải chạy, còn phía bên lên phía bên ngoài thì một chiếc xe khách. Mà cái anh này ảnh chạy, ảnh lấn vô ngay giữa hai chiếc xe luôn để ảnh qua. Chắc có lẽ là ảnh cũng gấp cái gì đó mà thì mình không biết. Nhưng mà cái vấn đề đó là mình là xe Honda, mình lấn ngay giữa hai chiếc xe lớn chạy, đó là mình không có được thông minh đâu nha mọi người. Thì ảnh lấn ngay giữa hai chiếc xe để anh đi. Rồi khi đó ảnh quẹt vô một chiếc xe tải và ảnh văng qua chiếc xe khách cán lên luôn. Ôi trời ơi, cái đầu nát bét luôn mọi người ơi, óc ác gì rớt ra tùm lum tà la. Mình thấy mình bị ám ảnh tới bây giờ luôn á mọi người. Cho nên là kẹt xe 5 tiếng đồng hồ. Kẹt xe trên cầu Mỹ Thuận 5 tiếng đồng hồ. Bình thường mình về tới 5 căn này là mới có 4 giờ sáng à. Mà hôm nay mình về tới 9 giờ sáng luôn. Phải trưởng thiệt á các bạn à. Mình về tới đây cái không kịp gửi xe, không kịp dọn xe luôn. Mình về tới đây là mình phê dữ lắm luôn rồi. Xong xuôi cái mình chui xuống hầm mình ngủ luôn. Mặc kệ đời đi, mình ngủ trước đi chắc ăn. Ngủ xong đi thức dậy tính sao, chứ giờ quá xá luôn rồi. Hiện tại bây giờ mình đang nằm dưới hầm xe này con vợ mình nè. Mọi người thấy cái cảnh mà ngủ dưới hầm xe chưa? Trời sáng giờ là mưa lớn luôn á, nhưng mà bây giờ mới tạnh mưa mọi người. Đó. Để bây giờ mình quay cho mọi người xem nè. Đó, đây nè. Cái giọng của mình nằm nè, ngủ cái gì? Đó. Ngủ cái gì? Cái hầm này á thì lúc sáng mình đóng lại, mình sợ mưa đó, mưa nó tạt cái sáng mình đóng lại. Đó. Mọi người thấy không? Trời mưa, rất là lớn luôn. Đây nè. Ui. Ai. Một cái tấm thảm, hai cái tấm thảm, ba cái tấm thảm. Nè mọi người coi nó mưa nè, mưa nó ngập luôn nè. Đó. Mới vừa tạnh mưa luôn á mọi người.
đây cho mọi người xem cái khung cảnh miền quê nha. Đây là cái khung cảnh buổi chiều. Bây giờ là mấy giờ ta? Bây giờ là 2 giờ nhưng mà trời mưa đó mọi người, cho nên là hiện tại bây giờ còn gió rất là lớn nè. À, ông trời khúc bên đây vẫn còn đen nè, còn khúc bên đây nó hơi sáng một xíu nè. À, bên kia có chiếc của Nô Phước Thịnh kìa. À, đậu đối diện mình có chiếc xe Hồng của mình, của công ty mình luôn nè mọi người. Wow. Thôi giờ sẵn hết mưa này mình xuống mình review lại con vợ nhỏ nha, vợ mình cho mọi người xem đi, coi sự thay đổi của em ấy khi mà đi đi phẫu thuật thẩm mỹ về nha. Quay cái con xe phòng trước đi. Bên kia là nó là bến xe Nam Căn Cà Mau luôn, Đà Lạt đó nha mọi người. Xe này là chạy đi, chạy Đà Lạt nha, 69B600600 chiều nay khởi hành chung với mình luôn. Đây ok mọi người. Trời ơi, mày ơi, đây con vợ nhỏ mình đây, 69B00647 đây đó, đó để mình chỉ, mà để mình quay sơ một vòng đi, xong rồi mình sẽ chỉ cái chỗ mà bị tai nạn cho mọi người xem nha. Ồ, đẩy hầm lại đi, lại cái hầm lại cái đi. Trời ơi, đây là cái võng của mình nằm nè mọi người. Mình nằm cái mình lấy cái mền này nè, mình lót cái đầu. Đó. Tài xế với lời xe là ngủ gì không á mọi người. Bây giờ mình bỏ cái mền lên đây đi, bỏ đây để tạm đi. Ok, bây giờ đẩy cái hầm lại thôi, quấn cái võng lên đó. Bây giờ mình sẽ quấn cái võng này lên nè, quấn lên để lần sau mà có nằm nữa không cần phải văng. À, quấn cho nó thẳng lên nè, quấn cho nó thẳng lên vậy đó, để chất đồ xong cái khi mà nào mình nằm cái mình hạ xuống nữa. Trời ơi nước nè, ý trời ơi nó văng nước tá lạ nè. Lót cái cho nó đẹp trai cái coi. Ok, đóng cái hầm này lại, cái hầm này cũng đóng luôn rồi. Ok, mình sẽ quay cho mọi người xem. Cái mâm này sao đen thui vậy trời. Vậy là chắc cái mâm này thay vỏ mới, thay vỏ mới luôn mọi người ơi. Đây vỏ mới luôn nè. Wow, một cặp vỏ mới luôn. Mới thay vỏ mới cho nên là lật ngược cái mâm này. Cái mâm này thì nó nằm bên trong nè, mới thay cho nên lật ngược ra. Nó đang thu thù lùi à. Để khi rửa xe mình sẽ sử dụng cái nước tẩy á. Nước tẩy mình tẩy cái mâm nè, tẩy cho nó trắng lên. Xe của mình thì chưa có rửa luôn cho nên nó hơi đen một xíu nè, hơi đen một xíu nè mọi người. Bây giờ mình ra sao đít đi. Đó, cái đít của em ấy đây, chưa rửa cho nên nó hơi đen một xíu nha mọi người, thông cảm nha mọi người. Giáp dịp sao 0939566166, bánh xe Nam Căn, bánh xe Miền Đông nè, Mobi Home. Rồi bây giờ mình mở cái máy lên nè. Bây giờ sẵn tiện đây mình sẽ thăm nhớt luôn,
Lúc hôm qua thì mình sẽ thăm rồi mọi người, nhưng mà bây giờ mình thăm lại một lần nữa đi. Vợ nhỏ mình phải thăm nước thăm nhớt thường xuyên mới được, chứ không có nước không có nhớt không có mần ăn gì được đâu nghe mọi người. Ê, trời. Còn nước mọi người công nhận vợ nhỏ mình lúc nào nước cũng tràn trễ cho mọi người. À vậy gò mới luôn nè, mới thai luôn, xạ mới thai dây gò mới luôn. À, ok bây giờ tới dây gò thì mới hết trơn rồi nè, bây giờ tới nhớ coi có đủ nhớ không. Wow, đủ mọi người ơi. Đó, bởi vì mình nói là vợ nhỏ mình lúc nào nước nhớ cũng đầy đủ, điện nước là phải đầy đủ mới được. Con vợ nhỏ mình nè, bây giờ nằm ở bệnh viện 15 ngày luôn mọi người, 15 ngày luôn, nhưng mà không có tài xế coi. Mình thì bắt mình chạy suốt à, mình không có thời gian để mình coi chăm sóc cho em ấy. Chỉ có anh Trung lớn là anh coi được 1-2 ngày thôi, còn nhiêu là giao cho thở hết trơn luôn mọi người. Cho nên là con vợ mình phẫu thuật thẩm mỹ nó chưa có ok lắm mọi người ơi. Đó, đây. Để bây giờ mình sẽ đóng cái hầm lại xong á, mình sẽ chỉ cho mọi người xem cái chỗ mà con vợ mình phẫu thuật nha. Cái chỗ mà con vợ mình bị tai nạn đó. Bị tai nạn bây giờ phẫu thuật nó khác xưa như thế nào nha mọi người. Đó. Đây mọi người nhìn thì mọi người sẽ thấy khác sự khác biệt của nó. Từ cái vách này chạy dài tới cái vách này, chạy dài tới vách này luôn là cái vết thẹo mà cái tai nạn lúc hởm con vợ mình bị. Đây. Dách này là dách làm mới nè, mọi người thấy trắng tinh không? Trắng tinh chưa? Quá. Còn cái khúc này sao này nó hơi đen một xíu. Mình cảm thấy không vừa ý, nhưng mà thôi, xe cũ mà làm lại mới thì nó cũng đành chịu thôi mọi người, chứ chẳng lẽ bây giờ bị một chỗ như gì thì mình sơn lại hết trơn nguyên chiếc xe thì nó không có tốn kém rất là nhiều, nhưng mà dạ mình vẫn còn mới à. Đó, nếu như sơn lại thì tốn kém rất là nhiều. Cho nên thôi kệ, xài đỡ đi, khi nào cũ hết trơn á thì mình bát mình sơn lại hết. Đó. Đây là cái đầu xe đây. Đầu xe đây. Đó, đẹp chưa mọi người? Đẹp chưa? Hiện tại bây giờ thì cái bến 5 căn là có rất là ít xe luôn. Bên đó có một chiếc Phước Thành nè, Năm Hiền nè, bên kia mấy chiếc Tân Hiệp với chiếc Phước Thành nữa nè. Xe bây giờ đổ về đây rồi quay đầu hết nè mọi người, lễ mà. Có một anh tài xế ảnh mới thức kìa, ảnh đang đánh răng kìa. Xe Nô Phước Thịnh nè. Mình mới ngủ dậy cho nên mình không có bằng áo, mình quay, mọi người thông cảm cho mình nha. Bây giờ chút xíu nữa mình phải đi tắm nữa, tại vì khi mà mình ngủ võng, mình ngủ trên xe này nè, nếu như bằng áo thì sẽ rất là nóng nực luôn mọi người, nóng lắm luôn á, chứ không phải mà sung sướng gì đâu. Bây giờ mình sẽ lên xe đi, lên xe mình dọn dẹp ở trên xe cái. Trời ơi, chiếc xe sáng giờ mới về tới đây luôn, đắm đuối quá rồi mình ngã lưng mình ngủ luôn chứ mình không có dọn dẹp gì được hết. Bây giờ mình đề máy lên một cái đi. Đó, chạy rồi, mở cái máy lạnh lên một xíu, đóng cửa lại cái đi. Yo yo yo. Ok.
giờ mình sẽ quay sơ cái cabin lại cho mọi người xem nha. Cái khăn này để hồi lao tới lỡ cái tay mà có dính nhớp gì á, có khăn để mình lao. Bây giờ mình dọn ở trong xong cái mình đi tắm mọi người ơi. Tắm xong mới chuẩn bị lên tài nữa rồi. Vãi chưởng thiệt các bạn ạ. Lao bàn thờ mẹ Quan Âm một xíu. Mẹ Quan Âm ơi, phù hộ cho con lên đường được bình an nha mẹ ơi. Lao bàn thờ cho đẹp một xíu. Đây là cái nón của mình. Chai để mình mua để mình test thử cái sản phẩm, mình thấy ở trên quảng cáo nó hay quá, mình mua về mình test thử coi chất lượng nó sao nè mọi người. Thí dụ như chất lượng nó ok á thì mình sẽ nhập về mình chia sẻ lại cho mọi người nha. Cái này là sử dụng cho cái kiến nè, để lau kiến nè, khi mà mọi người chạy trời mưa á, mọi người lau lên á thì nó sẽ không có bị ố kiến và nó sẽ trong kiến á, để mọi người chạy cho nó an toàn. Kiến hậu nè, mọi người thấy nó mờ không? Đó, nó mờ không? Xịt cái nước này lên, nó sẽ trong cái kiến hậu này nè. Khi mà mọi người chạy trời mưa, khi mà mưa nó văng vô nó không có bị bám mưa. Mình test thử ok, mình sẽ nhập về giới thiệu lại cho mọi người nha. Đây cái áo của mình đây, chút xíu mặc vô. Đây là cái điện thoại, trời ơi, cái cặp của mình. Trời ơi, đây nè, quá xá mà xa luôn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình dọn dẹp mọi người ơi. Quá ai. Đây, bây giờ phải tranh thủ phải dọn xong rồi. Mình dời xe vô bến, mình gác tài thôi. Oa, chiếc Phước Thịnh đi ra kìa. Phước Thịnh đi ra. Chiếc xe này của Nô Phước Thịnh. Đồng Nai, Cà Mau, Nam Căn. Ok, tranh thủ dọn xe cái mới được. Shipment với dọn gác với lao sơ qua một cái. Trời ơi, xếp hết trơn 41 cái mền này không phải chuyện đơn giản nha. Đó, ship phải để gọn gàng như vậy nè. Cũng hơi lâu à nghe. Tại vì khi mà xe mình về bến á, mình về bến là mình thuê người rửa không à. Người ta rửa, người ta sẽ dọn dẹp cho mình luôn. Khi mà lúc sáng mình về tới đây tắm đuối dữ lắm luôn à. Rồi đổ hết xong là mình chui lên đây mình ngủ luôn. Bên kia đây, chui lên đây mình ngủ luôn. Xe thì tới quán Minh Khải mình tranh thủ mình rửa mọi người, mình tranh thủ mình rửa luôn, tại vì đắm đuối quá mà về đây mà chờ đợi rửa xe cái nữa. Ok, mền á thì đi khoảng 5 tour thì mình sẽ giặt một lần. Đi 5 tour thì mình sẽ giặt mền một lần. Giặt mền một lần 300.000 á, chứ không có rẻ đâu. Tại vì giặt mình mướn người ta giặt, mọi người giặt 40 mấy cái mền này mình mướn người ta giặt chứ mình giặt đâu có nổi đâu. 40 mấy cái mền này mướn ta giặt là 300.000. Giặt có dầu thơm, công pho đàng hoàng, sạch sẽ đàng hoàng. Đi 5 tour sẽ giặt mền một lần. Trời ơi, ship 40 mấy cái mền này chắc chết luôn quá.
Thôi bây giờ mình đây cái gói mình dọn hết trơn, cái này cũng đắm đuối lắm. Đây là gác nè, gác nè, gác của khách ăn xong rồi khách để đây nè. Ồ, đây là gác luôn. Ok, bây giờ mình dọn gác trước đi, mình dọn gác sơ sơ trước đi, xong xuôi mình sẽ mình xịt bụi xong thì mình sẽ ship mền sau đi. Ôi ôi, không có lờ, cái công việc này nó cực thiệt luôn á, chứ không phải giỡn. Chai nước này là chai nước còn yên nguyên, chưa uống. Gác gến đâu rồi? Tranh thủ dọn. Nguyên một đống gác luôn. Mình dọn gác trước rồi để mình lấy cái ống mình xịt bụi. Mình xịt bụi xong chui qua đây. Xịt bụi xong xuôi cái bắt đầu mình lau mà lại một lần nữa, bởi vì người ta mấy anh rửa chiếc xe này 150k cũng không có dễ ăn đâu nha mọi người. Rửa ở trong, dọn ở trong và rửa bên ngoài. Trời ơi, hai bịch gác chà bá lửa. Đây nữa, hai bịch gác chà bá lửa luôn. Con lơ thì lơ nó dọn, còn mình không có lơ thì tự mình làm luôn chứ sao. Ok, bây giờ mình để đây đi. Giờ cái áo mình mang ở đây đi, cặp mình bỏ lên đây đỡ đi, để bây giờ mình sẽ xịt bụi. Chờ cái điện thoại đang sạc. Rồi cái ghế này bị xì hơi ghế mọi người. Nó bị xì hơi rồi. Bây giờ mình sẽ gắn cái ống xịt hơi này vô nè, để mình xịt. Chà, cái ghế nó bị xì hơi chỗ nào vậy ta? Coi gác nó ém trong này nè, xì cái đường hơi nào vậy? Thôi kệ bà nó đi, để chút xíu xong xuôi rồi mình lên tới bến Cà Mau mình sẽ kêu thợ lại nó kiểm tra. Gắn cái ống hơi vô. Trời ơi, cái ống này nó cũng bị xì luôn mới ghê chứ. Ôi trời ơi, cái ống nó bị lủng một lỗ. Bây giờ mình sẽ kiếm cây dao gì đó mình cắt. Ở trên này lúc hổm có một cây dao đâu mất tiêu rồi ta. Không có dao thì mình kiếm kéo. Rồi, lấy cái gì đâu mà cắt. Trời. Hai. Phải trưởng thì có chứ. Không có một cây dao để mình cắt.
rồi bây giờ gắn vô xài đỡ đi. Gắn vô xịt đỡ đi, xong xuôi rồi một hồi mình kiếm cái dao mình sửa cái ống này lại mới được. À, ok, giờ mình sẽ xịt từ trong ra ngoài. Trời ơi, cái ống nó bị xì. Sau một khoảng thời gian thì hụt lặn lội và cầm ống xịt thì chiếc xe của mình cũng đã sạch sẽ thông tho rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ dời xe vô bến mình gác tài nha. Ok, cho mọi người xem cái xe giờ nó sạch nè, mình bỏng đồ không, xiết ngay ngắn hết trơn nè. Đó, sạch sẽ thơm tho luôn. Ở đây thiếu một cái mền, chút xíu nữa mình bổ sung ngay đây một cái được. Ở đây còn sót lại một chai nước. Ok mọi người, sạch đẹp chưa. Bây giờ mình sẽ giờ vô bến mình gác tài đi. Áo này để ở đây một chút, để đây đi, chút xíu mình sẽ tắm. Mình giờ vô bến đi, tại vì bây giờ còn mới có 2 giờ rưỡi, còn khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa. Mình giờ vô bến xong cái mình sẽ đi tắm rửa. Tắm rửa xong cái mình sẽ đi làm cái công chuyện của mình, đó là chốt phơi và điện thoại hẹn khách. Ok, bây giờ giờ vô bến thôi mọi người. Chiếc xe phòng này thì anh Tấn đi nóc anh chạy mọi người ơi. Chiều nay là anh lên Đà Lạt. Đà Lạt nha. Ở đây chiếc xe Phước Thành chạy Đồng Nai chị An nữa nè. Ở đây có một chiếc Năm Hiền nè. Phước Thành nè, còn nguyên một dãy Tấn Hiệp nè. Ở đây thì chiếc Nô Phước Thịnh. Có một chiếc xe ben nó đang đổ đá nè. Ok, thì qua câu chuyện mà cái tai nạn hồi hôm á thì mình cũng rút ra được nhiều điều mọi người. Mình chứng kiến được cái tai nạn hồi hôm á, mình cũng rút ra được nhiều điều. Bây giờ mình muốn chia sẻ lại cho mọi người là như vậy. Muốn chia sẻ lại cho mọi người là những ngày lễ ngày Tết á, mọi người theo mình đó nha, mọi người theo mình á thì mọi người không nên đi về bằng xe gắn máy. Mọi người nên đặt xe khách về đi. Có đem xe gắn máy về á thì cũng gửi xe khách luôn đi cho nó an toàn mọi người ơi. Chứ mình thấy cái tai nạn hồi hôm là mình khiếp vía rồi đó. Thì nói chung á là mình tự chạy xe về với mà mình gửi xe khách về á thì nó không có chênh lệch hết bao nhiêu hết á mọi người. Nó không có chênh lệch bao nhiêu hết, nhưng mà mình đi xe khách á nó sẽ an toàn cho mình và an toàn cho người thân mình á. Cho nên mình khuyên mọi người đừng nên đi xe máy về. Thì đi mà đi khoảng 4-5 người, 5-6 người gì đó đi chung á thì nó còn vui vui, nhưng đi một mình thì nó chả vui gì hết. Đi một phần nữa là nó rất là nguy hiểm luôn mọi người. Mọi người thấy không, hai cha con hồi hôm đi về mới tới cầu Mỹ Thuận đó, hình như là biển số Sa Đéc á thì phải, biển số của An Giang, biển số Sa Đéc. Thì hai cha con chỉ đi về tới cầu Mỹ Thuận là thằng con thì không còn có mặt ở trần gian nữa. Cha thì khó nuôi khó sống, không biết là hồi hôm là cái ông cha không biết ổng có sống nổi hay không nữa. Rất là khủng khiếp luôn mọi người. Rồi thêm cái tội cho cái anh tài xế xe khách đó, tại vì cái xe Honda quẹt xe tải và văng qua bên xe khách, trong lúc đó xe khách đang chạy song song mà
thì nó quẹt vô xe tải thì văng qua xe khách thì xe khách cán luôn, chứ đâu có đường nào đâu mà đâu có đường nào đâu mà né được đâu mọi người. Cho nên đó là cái thứ hai mình muốn khuyên mọi người á, là khi mọi người chạy xe Honda á, mọi người nên chạy đúng làn xe Honda đi, đừng có lấn vô làn xe lớn, nó rất là nguy hiểm luôn. Cho dù có gấp cỡ nào gấp đi nữa cũng không nên lấn vào làn xe lớn nha. Lỡ mà quẹt một cái á, thì mình lấn vô làn xe lớn là mình sai rồi á, lỡ có chuyện gì thì người ta đâu có đền đâu, đúng không? Lỡ có chuyện gì là người ta không có đền. Cho nên là cố gắng chạy xe Honda, đừng có lấn vào làn xe lớn nha mọi người. Mình van xin mọi người luôn á, mình cảm thấy lưu thông trên đường rất là nhiều bạn cứ muốn nhanh, muốn đi nhanh hơn là lấn vào làn xe lớn đi, mình thấy rất là nguy hiểm luôn. Người ta có một câu á là nhanh một chút mà chậm cả đời luôn mọi người. Cho nên là thôi, thà mình chậm một chút đi nhưng mà mình đến nơi còn hơn nhanh mà không đến chỗ mọi người ơi. Rồi ok, cái video đây chắc cũng hơi dài, mình xin kết thúc video tại đây thôi. Mình bây giờ mình đi tắm thôi, quá trời. Đi tắm xong cái mình làm phơi. Ok, bây giờ mình xin kết thúc video tại đây thôi. Hẹn gặp lại mọi người ở cái hành trình tiếp theo nha, cùng con vợ nhỏ mình. Chúc mọi người ngày mới thật là nhiều niềm vui và thật là nhiều sức khỏe nha. Bye bye.